Đây là dành cho người này các bạn này. À, đây là món gan lợn. Còn đây là dành cho hai chú chó của mình này. Thoạt nhìn thì các bạn cũng có thể mới đầu nghĩ là hôm nay mình sẽ làm ẩm thực cái món gì đúng không? Nhưng không phải đâu. Hôm nay là chính thức là mình cho đầu tư cho em kem của mình một chút thức ăn mới, bởi vì là kem này chả hiểu sao ấy cứ kén ăn cực kỳ luôn. Mình chào tất cả các bạn, chúc các bạn xem video vui vẻ. Bây giờ thì mình tiến hành vào và triển khai cái món này thôi. Đấy, thơm phừng phước luôn. Có mùi tỏi một cái là chúng ta liên tưởng ngay tới cái món gì ngon ngon lắm đúng không? Ui chà chà, thơm thế. Ui, phải rang thật kỹ đi các bạn, rang kỹ đi. Thì đảm bảo thứ nhất là mình ăn như nào thì con chó nó ăn như vậy thôi mà. Đấy, rang kỹ như này thì có thể là chúng ta để trong ngăn mát tủ lạnh nhà nó được lâu hơn. Nếu mà mỗi một lần đem ra cho ăn ấy thì là có thể là lấy một chút xíu ra xong rồi lại rang lên thì là cho ăn. Tại sao mình lại nói rằng là cái con bông à con kem của mình ấy là khi mà mình mua thì là mua qua tay, thế cho nên là cái chế độ ăn của nó mình cũng chả hiểu sao nó kén lắm. Riêng món cá là hắn không có ăn đâu, riêng chỉ còn có một mùi tanh này là hắn không ăn, mà chủ yếu là hắn thích cái món giò giò nhá ra, phải nhá ra cho bạn ấy mới ăn cơ. Thế thì thôi thì mình cứ vất vả một chút xíu các bạn, nó cứ ăn béo rồi là nó mau đi tơ là ok rồi. Cái món này thì dành cho người cũng xào lên như vậy thôi, không khác gì cả. Lại bảo là nhiều lúc bảo là người đã ăn giống chó hoặc chó ăn giống người thì có thể nó có sự so sánh nó hơi buồn cười một chút xíu nhỉ. Thế nhưng mà mình chăm sóc nó thì mình cũng chẳng quan ngại gì việc đó đâu. Đây, đây là cái phần này là phần của người mà. Đấy, đây để tí nữa mình xào xong cái món này thì là mình sẽ xào đến phần của người luôn. Em ra đây, ra đây, ra đây để cắt tỉa lông. Bắn lại trêu em đấy nào, nghe cho nghe thử nhá, cho nghe thử nhá. Đấy, hôm nay ấy, là mình cắt tỉa cho cái con kem của mình ấy là một số những cái lông kiểu phần 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 mông của nó ấy, thì là nó kiểu như nó già quá nó tốt ấy, thì là mình phải tiến hành mình cắt bớt đi. Thì em giữ chồng mông nó về hướng này, nó mang cả lược ra thế này. Nào đấy, cắt tóc như như kiểu cắt tóc luôn đấy, xấu đẹp nhá, xấu đẹp thì cố chịu nhá. Úi giời ơi, bết quá rồi. Thế này mà nó mà biết rằng nói, nó bảo là ôi ông cắt kiểu gì cho tôi trông như chó gặm thế này. Thì nhưng mà anh không biết là cắt thật đấy kem ạ. Kem ơi, không được hờn đâu nhá, nhưng mà anh cố gắng tỉa cho kem những cái lông mà nó bết bết đi ý. Đừng bảo anh là cắt cho tôi như chó gặm đâu nhá, chết đấy. Không mất tiền, không mất tiền, đây gọi là kiểu không mất tiền đấy. Kem nha, bết lắm kem ạ, anh thấy bết dần rồi đấy, rõ ràng tắm cho vừa mới tắm cho hôm qua đấy. Thôi ok rồi đấy, giờ chị Linh dọn tóc cho đấy, quần đấy chị Linh nhá, kem nhá, quần đấy chị Linh nhá, bạn thân của chị Linh đấy. Đây còn cái bộ đuôi nữa, rồi xong phim. Đây rồi. Đấy, cắt lông cho xong cái này. À, thơm vương vước luôn. Làm gì đấy, làm gì đấy? Hả? Bông làm gì đấy? Thèm à? Từ từ bình tĩnh đã. Văn cũng thèm à? Hết sức bình tĩnh. Đây. Ngon như thế này. Văn nhường cho hai anh em ăn trước nhá. Nào, để đây cho kem, cho bông thèm trước này. Đây, vào đây cho kem nhá. Này, đấy, ăn đi. Ngon không? Hơi nóng đấy, cơm hơi nóng đấy. Rồi bây giờ đến lượt đến lượt bông nhá. Bông trật tự.
một học sinh nhắn nhít đấy. Này, vào đây. Rồi. Ngon không? Bỏng nhá, bỏng chưa? Bỏng. Ngon nhỉ. Rồi, ở đây ăn đi nhá. Ăn đi nhá, để anh ra vườn nhá. Nhí, thèm à? Thèm à? Thèm không cho miếng? À, ngon nhỉ. Đấy. Tất cả dẹp hết ra, chăm sóc cho chó xong rồi, tắm cho chim xong rồi. Đấy, giờ công tác là lại xuống vườn thăm đà điểu các bạn ạ. Đây chính là cái lông của con đà điểu này. Và mình cũng chia sẻ với các bạn, đó chính là đà điểu của mình. Mình đã phát hiện ra được giới tính của đà điểu rồi. Đó chính là đà điểu đực. Thế là biết nói sao nhỉ? Nếu như mà được là cái thì mình nghĩ là sẽ vui hơn. Bởi vì là nếu là cái thì là có khả năng là ví dụ như đến tuổi sinh sản ấy, thì mình sẽ kiếm được một vài quả trứng. Thế nhưng mà không được như mơ thì thôi, vẫn cứ vui vẻ nuôi các em nó vậy các bạn nhỉ. Các bạn thấy không? Mẹ mình mang thức ăn ra cái, cả một đàn gà đuổi theo mẹ mình. Cũng như ở cái tiêu đề hôm nay ấy các bạn ạ, thì mình cũng mới phát hiện ra một cái tổ. Cái tổ này thì nó là cái tổ gì? Chắc hẳn là rất nhiều các bạn cũng không biết. Bởi vì là sáng nay ấy, mình ra ngoài bể cá là mình thăm bể cá và dọn dẹp vệ sinh cái bể cá, và cũng phát hiện ra một cái tổ này. Và sau khi mà phát hiện ra thì mình nghĩ ngay ra và nhớ ngay ra một cái câu chuyện rất chi là hay, và cũng muốn cho các bạn xem cái tổ đó và giới thiệu với các bạn nghe một cái câu chuyện nó rất ly kỳ về cái tổ của cái con mà mình hôm nay phát hiện ra. Bây giờ chúng ta cùng ngắm cái tổ đó nhé. Bất ngờ đang dần hé lộ các bạn ạ. Đây, đây chính là một cái chiếc tổ mà mình phát hiện ra. Ây da, úi. Nào các bạn đã phát hiện được cái tổ gì chưa? Đấy, nó nằm ở ngay ở trong cái bể lọc của bể mình nuôi cá đấy các bạn. Đây, có chính xác là một chiếc tổ không? Đúng không nhỉ? Quá đúng luôn. Và tổ con gì thì đến bây giờ mình cũng không có biết đâu. Nhưng mà nó nằm ở trong cái tổ đó, chính là một là con chão tràng, hai là cái con chão chuộc. Chỉ có hai con đó mới làm tổ như vậy thôi. Cùng dòng đồng loại với lại ếch nhái thì chão tràng và chão chuộc thì nó có kiểu làm tổ là như vậy. Còn thì ếch và nhái thì nó mưa cóc thì là nó có kiểu đẻ trứng ở dưới làn ruộng với nhau cơ. Nói chung là các bạn cũng có thể là biết rồi, mình cũng không cần nói nhiều. Nhưng mỗi chung nói chung là trong cái dòng cóc nhái ếch đấy thì là mỗi chão tràng và chão chuộc là có cái hình hài cái tổ như vậy thôi. Và cái câu chuyện này mình muốn kể với các bạn nghe là và cái tổ chão chuộc, mình gọi nó là thống nhất là gọi là tổ chão chuộc đi. Mình giữ nguyên cái tổ đó các bạn, không phá tổ của nó. Và đang trên đường đi ra thăm những cái bẫy rắn của mình, và mình cũng kể với các bạn nghe một cái câu chuyện về cái tổ chão chuộc này. Bởi vì là mỗi một vùng miền, mỗi một vùng quê đều có những cái khí hậu này, rồi thì đặc tính nó khác nhau các bạn ạ. Thì ở quê mình ấy thì các cụ nhà mình có truyền lại rằng là nếu mà phát hiện được cái tổ của con chão chuộc này nó làm ở đâu thì một năm nước lụt nó sẽ ở tầm ở dưới của cái tổ đó. Vì là cái tổ chão chuộc và tổ chão tràng này nó thường hay làm tổ ở ví dụ như là trên một cái thùng nào đó, hoặc là tức là địa phận ở dưới là phải có nước, thì khi cái nó lở ra thì nó sẽ con của nó sẽ rơi xuống, thì đó là cái địa điểm của nó. Và từ cái câu chuyện đó thì các cụ thường hay có ở quê mình nói rằng là ví dụ như là năm nay ở dưới này là thùng chẳng hạn, mà nó đẻ ở trên cái cây như này thì là mức nước lụt nó sẽ ở tầm thấp hơn của cái tổ đó. Vì là cái con chão chuộc này và con chão tràng này nó có kiểu như là mình gọi là kiểu như giác quan thứ 6 ấy, là nó có thể cảm nhận được cái thời tiết
cảm nhận được cái thời tiết hoặc là dự báo trước được cái thời tiết, bởi vì nhiều cái con vật ấy nó rất hay các bạn. Cái đặc tính của rất nhiều con vật là nó có thể dự báo được thời tiết trước và cái điều đó. Thế cho nên là với có cái câu chuyện rằng là cái con chim nợn ấy mà nó kêu ở cái khu vực nào thì là ở chỗ đó là thường hay có người chết chẳng hạn. Đấy, ví dụ mình đấy là Long Đen liên tưởng tới cái việc đó, nó hơi dùng mình một chút xíu. Thế nhưng mà đó, con vật nó cũng có một cái giác quan các bạn. Thì các cụ quê mình cứ truyền nhau là như thế. Và từ đấy trở đi những con người ở nông thôn, ở quê mình ấy, chứ không phải là ở ví dụ như các bạn trong miền Nam này, chắc là cũng không được nghe đâu. Cứ ở quê mình cứ thấy cái tổ chạo chuộc ở đấy là biết là năm nay là mức nước lụt hoặc là con nước nó sẽ tới cái tầm nào để con đường trước. Ví dụ như là nông dân thì nhiều khi bây giờ thì có dự báo thời tiết, còn ngày xưa các cụ thì không có cái dự báo thời tiết đó đâu. Toàn dựa theo cái kiểu như là nguyên lý của mây trời và một số cái tác động của thiên nhiên. Ví dụ như là cái cây này hôm năm nay nó ra cái kiểu gì, hoặc là nó tại sao nó như vậy, thì đó là cái dấu hiệu của báo trước của thời tiết mà. Ai đã đặt cái bẫy rắn ở kia các bạn nhỉ? Trần đi xem bẫy rắn, sợ quá. Trời nắng như này thì thường là nó sẽ hay ra phơi mà. Nó phơi nắng là một này. Và có thể là nó sẽ dính. Đây chắc là cậu mình rồi. Đây chắc là cậu mình các bạn. Đúng rồi. Chắc là của cậu mình. Thôi đó, hôm nay không có rắn đâu các bạn. Không có rắn thì đó là cái câu chuyện của quê mình kể ra. Và hôm nay cũng như cái tiêu đề các bạn, mình phát hiện được một cái tổ để kể cho các bạn nghe câu chuyện về cái con người, những cái dự đoán của con người và con vật trong thiên nhiên nó hài hòa với nhau như vậy đấy. Còn bây giờ thì mình về mình thăm cái tổ ong của mình thôi các bạn ạ. Đi về kiểm tra cái tổ ong thôi. Đã lâu rồi mình không có kiểm tra thấy đó, bởi vì là ong đầu mùa này thì không biết là có nhiều mật hay không. Để mình còn biết. Mỗi một lần đi vào kiểm tra chuồng ong ấy, các bạn thấy không? Trông giống như là cô dâu ấy, mà vẫn cứ ghê răng hay là ghê răng này. Gà qué ở trong vườn kêu ấm oắc cả. Bởi vì sao? Nó có nhận ra mình đâu, mỗi con vằn này nó nhận được ra mình thôi. Rồi bây giờ để mình kiểm tra nhé. Trước khi kiểm tra vẫn phải kiểm tra cổ kiếc an toàn không. Một cái thì thôi thì đẹp. Ông ơi, ông ơi, tao chỉ xem thôi nhé, tao không làm gì đâu nhá. Đừng làm gì tao, tao sợ lắm. Cầu ong này của mình á, trước kia thì cái mùa không phải mùa hoa ấy, thì là nó ít lắm, nó chỉ vào trong hai cầu này thôi. Đây là và bên đây là một cầu, hai cầu, ba cầu, bốn cầu. Đấy, nó đã bu vào mình rồi đấy các bạn. Mặc dù áo yếc rất chi là cẩn thận thế nhưng mà vẫn hơi ghê. Có cái cảm giác như là mình đang đi vào biển lửa ấy. Thôi không làm gì đâu, không làm gì đâu. Đây, cầu này là cầu nó mới chuyển sang này, nó mới đang làm đây các bạn này. Đấy. Chưa có mặt, đây nó mới từ những cái phấn hoa mà nó làm thành những cái lỗ lỗ như này này. À đây bắt đầu có một chút mặt đây các bạn này. Các bạn nhìn thấy mặt chưa? Đấy. Anh ánh những cái chỗ mà anh ánh ấy, phần trên ấy là mật rồi. Một cầu. Chắc là vài bữa nữa vào mùa hoa của vải, hoa của nhãn thì là nó làm đầy sang cả cái cầu này luôn các bạn này. Cả cái cầu be này luôn. Đây là mình đưa cái cầu này vào trong. Một bộ môn coi như này. Khá nguy hiểm. Tất nhiên đốt thì nó cũng không có chết, thế nhưng mà nó làm mình đau. Ai dạ, nặng lắm. Nặng lắm các bạn. Đây. Ai chà, mật bóng này. Siêu bóng, siêu nhiều luôn. Khá nhiều mật luôn đấy. Bên này cũng thế. Wow. Nhiều con thế này các bạn này, nhiều con không này. Ôi, vỡ mất tí mặt này của nó rồi, nó bắt đầu vỡ tổ rồi các bạn ơi.
Ôi, nguy hiểm quá. Ôi mặt, mặt nhiều phết rồi này. Chính tỏ là mình vẫn chăm sóc nó bằng theo kiểu là cho ăn đường ấy. Thế nhưng mà mình cũng ít cho ăn, tháng chỉ cho ăn lần thôi. Bắt đầu là vỡ tổ rồi. Vỡ tổ rồi. Thế này mà không mặc quần áo thì hơi nguy hiểm đấy. Ôi, thôi thôi anh chỉ xem thế thôi. Anh không lên mặt đâu. Không lên mặt đâu. Ai chà. Đây mặt nó dính dính một chút xíu vào tay. Chắc là độ tầm lửa tháng nữa may là mới lấy mặt được các bạn. Rồi, xong phim. Cảm ơn nhá. Hợp tác tốt. Bây giờ thì có lẽ là mình cũng xin phép là mình dừng video ở đây đấy các bạn ạ. Kiểm tra bầy ong xong là cũng cảm thấy là hơi nguy hiểm rồi. Còn thì xin hẹn các bạn là một nửa tháng nữa là chúng ta có thể là quay trở lại lấy mật của nó. Á chà.